cô ấy là người đạt danh hiệu hoa khôi bóng chuyền nữ của Việt Nam VTV Cup 2023. Thưa quý vị, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam 1. Cùng với đó, các danh hiệu cá nhân cũng lần lượt được trao. Trong đó, hoa khôi VTV Cup 2023, danh hiệu nhận được sự chờ đợi và quan tâm rất lớn của người hâm mộ, cuối cùng đã có chủ. Ban chuyên môn VTV Cup 2023 đã bỏ phiếu và tìm ra hoa khôi giải đấu thuộc về Hoàng Thị Thiều Trinh của đội tuyển Việt Nam 1. Thiều Trinh cũng là vận động viên Việt Nam thứ 5 của Việt Nam nhận danh hiệu hoa khôi VTV Cup, trước đó là Kim Huệ, Lê Thanh Thúy, Linh Chi và Kim Thanh. Đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với cô gái người Quảng Bình. Thiều Trinh cho thấy mình hiện là ngôi sao hàng đầu bóng chuyền Việt Nam. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng của đối chuyền 22 tuổi cũng là điều không cần phải bàn cãi. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Thiều Trinh đã đạt được những thành tích ấn tượng mà bất cứ vận động viên bóng chuyền Việt Nam nào cũng phải ao ước. Từ chức vô địch quốc gia, vô địch Đại hội Thể dục Thể thao trong màu áo Bộ Tư lệnh Thông tin, Thiều Trinh cũng góp công lớn vào năm 2023 thành công rực rỡ của bóng chuyền Việt Nam khi vô địch giải các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, huy chương bạc SEA Games 32, vô địch AVC Challenge Cup 2023, tá quân SEA V-League cùng danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất chặng 1. Giờ đây là vô địch VTV Cup 2023 cùng danh hiệu hoa khôi của giải đấu,